Milne có phải là người có tâm hồn ăn uống không? Đúng, ai Milne cũng là tâm hồn ăn uống hết, nhưng mà riêng bản thân Milne thì cơ địa rất là dễ mập á, cho nên là ăn uống cái gì chọn lựa rất là kỹ, kỹ như là kiêng những cái món mà nhiều dầu mỡ và nhiều tinh bột. Chứ thật sự rất là thích ăn bột nhưng mà không dám. Milne có thể cho biết về cái sở thích ăn uống của mình không? Như là thích ăn cái gì hay là ghét cái gì nhất nữa? Không, không có ghét, thích thôi à. Tôi thích những cái món nào mà nó kiểu như là healthy á, là rau nhiều hay là nó thiên về protein á. Tại vì như vậy thì nó sẽ đỡ mập. Milne có thường xuống bếp luôn đó. Đó. Món sở trường này Miu chỉ biết nấu đồ Việt Nam thôi à. Tại vì đồ Việt Nam mình ăn từ nhỏ cho nên là mình hiểu được nó. Còn thực sự những cái đồ của những đất nước khác mình phải thật sự am hiểu. Am hiểu từ nguyên liệu, từ cách chế biến thật sự. Thực ra là những cái kỹ năng sử dụng dao nó cũng là quan trọng nữa. Cho nên là kiểu như mà nấu bừa thì nấu ăn đại thôi, nhưng mà để mà đúng thì không. Milne có thích về món ẩm thực Nhật Bản gì không? Đối với món Nhật thì có cái sự tìm hiểu hay nghiên cứu gì đó không? Không có nghiên cứu, ăn chỉ biết ăn thôi, Miu chỉ biết ăn thôi chứ cũng không nghiên cứu nhiều. Tại vì Miu biết là ẩm thực Nhật Bản rất là phong phú, không riêng Nhật Bản, những nước khác cũng vậy. Nhưng mà đặc biệt nãy Miu nói đó, đó là có những cái nguyên tắc rất là nhỏ nha trong đó. Rồi Miu rất là thích ăn sashimi. Tại vì thứ nhất là nó fresh, nó có cái vị tươi của đồ ăn. Với cả là nó rất là tốt cho sức khỏe. Miu đây là người nghệ sĩ. Miu đây có ngại ăn ở cơ quán Bình Dương không? Nhưng không bao giờ ngại, chỉ là những yếu tố như là chỗ đó phải sạch. Tại vì sạch ở đây là sao ta, thí dụ ngồi cái bàn nhựa, cái ghế nhựa cũng được không sao, nhưng mà kiểu như là cái cách của cái người bán sạch sẽ chút, tại cũng sợ đau bụng. Còn cái chuyện mà ngồi lề đường thì vui thôi mà. Mình đây có thể tiết lộ bí quyết giữ vóc dáng của mình. Bí quyết giữ vóc dáng khó, tại vì từ vóc dáng này nó cũng không đúng như lắm. Đôi lúc cũng rất là mập, đôi lúc cũng rất là ghê. Thì nãy mới nói đó, ngoài chuyện tập luyện thì ăn uống mình cũng để ý chút. Chứ còn mà bí quyết giữ vóc dáng, tại vì dáng mình không đẹp tới mức mà thon thả lắm đâu, mình cũng rất là chật vật trong cái chuyện giữ cân nặng của mình đó. Nên là kết hợp tập luyện với là ăn uống kiểu giữ gìn chút. Thời điểm này cũng là thời điểm cuối năm rồi. Miu Lê đánh giá thế nào về hoạt động của mình trong một năm qua? Trong một năm qua Miu tập trung nhiều cho điện ảnh. Nên là không có thời gian nhiều dành cho âm nhạc. Thì năm nay sẽ là năm mà Miu Lê dành hết tâm huyết cho âm nhạc. Vậy Miu Lê có thể cho biết về kế hoạch và dự án sắp tới? Nhiều lắm, nhưng mà chia sẻ trước thì nó không hay đâu, cho nên là xin phép được giữ bí mật là chút xíu. Nhưng mà chung quy lại thì là năm nay sẽ là năm mà Miu Lê tập trung rất là nhiều, dồn hết tâm huyết của mình cho âm nhạc. Cảm ơn Miu Lê.